Xin chào anh chị, hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị về cách chăm sóc lan kiếm. Lan kiếm là trong những dòng lan rất là dễ trồng, dễ phù hợp với mọi vùng miền, và đặc biệt nữa là nó sống khỏe lắm, ít bệnh tật, không ít khi chết. Thế chúng ta trồng mà thiếu nắng hoặc là để nó úng nước sao nó mới chết. Lan kiếm là một giống ưa nắng nhiều, đặc biệt thích chất trồng là ẩm nhưng mà phải thoát nước tốt. Và chúng ta có thể trồng chậu sứ, trồng chậu nhựa, bất cứ chỗ trồng này trồng nào nữa hết. Nhưng mà ở phía dưới chúng ta nên bỏ xốp hoặc đá để làm sao cái độ thoát nước tốt. Và khúc chất trồng của nó thì chúng ta nên dùng đó là vỏ thông với dến sợi hay thanh củi. Để ở phía dưới này chúng ta xài thoáng, xài to, phía trên chúng ta xài nhỏ hơn. Và trên bề mặt chúng ta sẽ phủ thêm một lớp để giữ ẩm và phân bón của nó. Và chất trồng của em đang xài đó là gồm có thanh củi, dến sợi, vỏ thông mịn và phân dê 1:1, tỷ lệ 1:1, là chúng ta trộn lại và cho vào một cái chậu. Và đây là cái chậu của em đã thay chậu sau 1 tháng. Và khi mà lan đã đưa vào chậu trồng ổn định rồi thì phân bón của nó là gồm những gì? Phân bón dành cho lan kiếm, đầu tiên chúng ta bón là khi mới trồng chúng ta bón ít trong biển thôi, và sau đó chúng ta chỉ bón nó là lân và kali. Trong cái phân NPK có công thức là 6:30:30 hoặc là 10:30:20 thì chúng ta bón cho lan kiếm được. Không nên bón lan kiếm có nồng độ đạm cao như là 30:10:10 hoặc là những chất thích sinh trưởng như là GA3, đó là tối kỵ cho lan kiếm. Bởi vì lan kiếm nếu mà bón những cây mà có đạm cao thì nó sẽ đi lá là chủ yếu, lá không có to và cũng không dày lá được, mà lá nó mỏng, nó dài lá thì nó yếu, nó cong lá. Đây là cái kiếm của em sau 1 tháng thay chậu, và em chỉ bón lân với kali, siêu to trái. Thì em sẽ giới thiệu về tên phân mà em đang bón cho nó. Anh chị xem qua những cái chậu kiếm của em. Đây là những chậu kiếm mà em đã thay chậu sau 1 tháng nha anh chị. Khi ta phun lân với kali cao thì nó sẽ mở lá rất là nhanh, lá nó ra cái là nó xòe, nó bè ra liền. Và cái đặc điểm quan trọng nữa là kiếm cần nắng rất là nhiều, nên anh chị mà nếu mà bỏ trực tiếp ngoài nắng cũng được, nhưng mà bỏ trực tiếp ngoài nắng thì lá nó bị vàng đi, nó vàng nhiều quá thì nó không nhìn lá không đẹp, nên là che nó một lớp lưới khoảng tầm em đang xài lưới là 60%, và để nắng nhiều. Ở phía trên là mình treo sưa lan thôi, làm cho cây lan lá kiếm nó bản nó rộng. Còn quá trình chúng ta chăm phân bón và thêm nhiều đợt mầm sau thì nó mới to được nha anh chị. Đây là những cái kiếm gieo hạt của em mới trồng được hơn tháng đây. Bề mặt thì em đã phủ để giữ ẩm, gồm đó là vỏ đậu phộng mình hun lên. Khi cái kiếm mầm nó lấy lên này, và mình phun phân lân kali cho nó, bây giờ lá bắt đầu nó xòe, nó mở ra liền và nó bè ra liền. Đây là kiếm gieo hạt nha anh chị. Đó là kiếm gieo hạt, xem nó thay chậu được 1 tháng. Một cái đang xài đó là cái NPK của Đài Loan, công thức là 14:13:13 với sóc fit razor nó của Úc. Và cái bề mặt em phủ thêm vỏ đậu phộng hun. Và đây là cái kiếm em lên được 7 sen rồi nha anh chị. Em giới thiệu cho anh chị đó là hai loại phân em đang xài. Đây là cái phân là siêu to trái, nó có các hàm lượng amino acid với organic, và trong này có các hormone tăng trưởng giúp cho cái lá nó to ra, cứng cáp, lá dày. Amino acid này thì chúng ta xài cho là 1,5 ml phân xài cho 1 lít nước, và trong đó em pha thêm cái phân NPK này. NPK này là không có đạm nhé, chỉ có lân và kali thôi. Thì công thức nó là 1 gam phân cho 1 lít nước, hai cái này trộn lại. Em phun cho 1 tuần 2 lần, siêng thì em pha 1 tuần 2 lần, còn không thì 1 tuần 1 lần. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của Vườn Lan Nguyễn Thanh. Và anh chị muốn đón nhận video mới nhất của Vườn Lan Nguyễn Thanh, hãy bấm vào nút quả chuông, hình quả chuông để được nhận thông báo mới nhất về video của Vườn Lan Nguyễn Thanh. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.